Ơi Thì mình mới trùm cái áo lòng lại cho nó đứng mình dễ quay nha các bạn. Cái con này là con mình đã lên clip rồi các bạn, là con mã 51 các bạn. Nó là một con bổi, bổi đang nổi các bạn. Hiện tại thì bây giờ nó nổi cũng ok rồi, sách lòng kì nó cũng gù phà phà hết rồi các bạn. Nó là bổi nổi mà. Con này gù rất tốt nha các bạn. Gù rất là tốt mà gù tốc độ nhanh. Nói chung là nhanh nhẹn lắm. Con này mấy bữa nay mình di chuyển nó, mình di chuyển nó bạn, tức nghĩa là mình thay đổi vị trí đồ của nó thì nó đã gáy, nó cũng gáy hết rồi. Thì con này mình nghĩ con này giờ gửi về các bạn là đã gáy, là gáy liền á, tầm vài ngày là gáy liền nha các bạn. Cái bổi nổi này các bạn nuôi nó sẽ nhanh hơn là chim bổi nha. Rồi thì đó, hôm nay mình lên lại con 51 nha. Bạn nào chưa biết con 51 thì quay lại clip coi con 51 đó, mình có giới thiệu rồi đó. Rồi bạn nào cần thì liên hệ lại mình nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.